Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 30 đêm 12 tháng 9, tại một chung cư mini cao 9 tầng nằm sâu trong ngõ 29 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội xảy ra cháy lớn. Tại hiện trường, lửa bùng phát lên dữ dội, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Thời điểm xảy ra sự việc, bên trong chung cư có nhiều người. Các nhân chứng cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng kêu cứu la hét từ ngôi nhà bị hỏa hoạn. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động các xe chữa cháy, phương tiện cùng nhiều cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường dập lửa. Tuy nhiên do hiện trường nằm trong ngõ sâu nên công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn. Xe chữa cháy chỉ có thể đỗ cách hiện trường từ 3 đến 400 mét. Lực lượng chức năng đã phải dẫn vòi rồng vào ngõ sâu để dập lửa. Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, căn chung cư bị hỏa hoạn được thiết kế 10 tầng, có khoảng 45 phòng, chủ yếu là các hộ gia đình và sinh viên sinh sống. Trong đó có một tầng hầm để xe, 8 tầng căn hộ và một tầng tum. Mỗi tầng được thiết kế với 5 căn hộ, có diện tích từ 35 đến 56 mét vuông. Đến hơn 1 giờ 30 sáng nay 13 tháng 9, lực lượng chức năng đã dập được lửa cháy bên ngoài căn nhà, tuy nhiên khói vẫn bốc ra mù mịt từ bên trong. Đến khoảng 2 giờ ngày 13 tháng 9, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy. Các chiến sĩ tiếp tục phun nước từ tầng 3 đến tầng 9, tìm kiếm người mắc kẹt trong tòa nhà. Ghi nhận tại hiện trường, ít nhất có 5 người bị thương được lực lượng y tế đưa ra bên ngoài. Một số nạn nhân rời hiện trường đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Đến 5 giờ sáng ngày 13 tháng 9, khoảng 10 xe chữa cháy và xe cứu thương vẫn còn ở bên ngoài con ngõ Khương Hạ. Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục cứu người. Thank you.
Ra đường này 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 ra